Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức: vợ chồng Jennifer Phạm và mẹ đi chùa cầu bình an. Đang mang bầu hơn 4 tháng, hoa hậu dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình. Nhân dịp lễ Vu Lan, Jennifer Phạm đã đưa mẹ đẻ đến một ngôi chùa ở Bắc Ninh để cầu an. Người đẹp đang mang bầu lần thứ 3 nên được mẹ chăm sóc rất chu đáo. Cô mặc áo rộng che vòng hai lùm xùm, đồng thời đi giày bệt để dễ dàng di chuyển. Một nguồn tin tiết lộ, Jennifer sắp có con trai. Đây là trái ngọt thứ hai của cô trong cuộc hôn nhân với doanh nhân Đức Hải. Ông xã Đức Hải đã tháp tùng Jennifer và mẹ vợ dự lễ Vu Lan tại ngôi chùa ở Bắc Ninh. Suốt thời gian vợ ốm nghén, anh luôn ở bên lo lắng và quan tâm cô. Trên trang cá nhân, Jennifer chia sẻ bức ảnh bên cây mít ở chùa với dòng chú thích: "Mít ơi, ta sắp to bằng ngươi rồi đó mít à." Cô vui vẻ vui đùa bên các em nhỏ ở sân chùa. Hiện tại, Jennifer tạm dừng hoạt động trong showbiz để dưỡng thai. Cô dự định sẽ sang Mỹ sinh con. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.